em mà thấy bạn trai mà chat chít với con nào là hôm sau chơi lên đường, mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi? Trời ơi, trời. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào hai bạn. Rồi, ưu tiên em gái giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quyên, năm nay em 21 tuổi. Em quê em ở Kiên Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ở công ty may, em trực tiếp may luôn. Dạ, em xin kính chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hải Đăng, em 27 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là thi công bên điện và nước. Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 12. Muốn về Kiên Giang phải đi qua Tiền Giang. Dạ, đúng. Ưu điểm và khuyết điểm của mình thì bạn trai? Dạ, ưu điểm của em thì cũng mình nắm bắt công việc tốt, chăm chỉ làm việc. Chúng em cũng biết nấu ăn, làm việc gia đình. Cái khuyết điểm em là cũng hay nóng tính đó mà. Mình có tật xấu gì không? Xấu em thì có nhậu chị. Trước em uống dữ lắm, mà giờ này em bỏ rồi. Nhiều nhất là bao nhiêu? Em uống gần nào mà hết bia là em nghỉ luôn đó chị. Trời đất ơi. Em cũng cỡ vậy á. Hả? Hả? Uống bia hay uống rượu? Dạ thế nào cũng chơi được hết. Trời ơi, hai người này thôi thua rồi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm em trước đi thì nhiều lắm. Em hay quên, em ghen cực kỳ luôn. Em mà thấy bạn trai mà chat chít với con nào là hôm sau em chơi lên đường, em cho con đó lên đường chứ không phải là bồ em. Trời ơi, trời đất ơi, trời. Mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi? Chèo theo em thì chịu thôi. Ghê quá. Tôi nghe tôi thấy tôi hơi giận người đó nghe. Em gái có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có hai mối tình. Cái mối tình đầu tiên á thì đó là em mới nghỉ học, em phụ bán cà phê với dì. Cái bạn ấy nói em á là mấy đứa bán cà phê không có đàng hoàng đâu, không quen. Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm. Lý do chia tay là tại vì em nói em là công nhân may á, thì gia đình bạn không hài lòng với bạn ấy hay kiểu vũ phu á. Đánh em hả? Dạ có lần em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết, mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích, em chỉ có khóc thôi. Xong rồi bạn vừa vô vừa nói tiếng trước tiếng sau, bạn bộp cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi, đúng rồi em bỏ. Không, em vẫn tha thứ, em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với ghế mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó rồi bạn cứ làm lỗi hoài vậy. Nên em thấy em hết kiên nhẫn được rồi, em tự ý em chia tay với bạn. Không, vậy thì quá đáng quá. Không có được vũ phu nha bạn trai. Em không có đánh gì đó, em cười không mà. Rồi thì vậy cũng được. Tình trường của em sao? Em thì lúc em còn xong học 12 với quê anh thì mình cũng có quen. Cái đó rồi em lên Sài Gòn em đi học, cái em mê chơi á. Chơi cái em đi học rồi em đi nhậu. Khi cái tình cảm mình nó không còn, cái ít gặp anh, cái tình cảm không có thôi, mình phải chia tay nữa. Tụi em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai á, cao từ 1m68 trở lên. 86 được không? Dạ cũng được. Cũng được. Với đặc biệt là không vũ phu, mà không cần biết ảnh đẹp trai hay sao, ảnh cứ hát hay là em đổ thẳng thôi. Bây giờ chết rồi chị ơi, em không biết hát. Để nó làm câu thử coi. Một vườn cây hoa trái đơm bông, chiều về trên sông điều hò ai quen. Hát nhìn tôi tưởng đưa tôi qua sông nữa mà lắm. Bằng lòng đi em, anh đón em về. Người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Cái này chắc đổ nghiêng quá chứ không đổ thẳng quá. Hát đáp lại đi em. Hồi nãy em có nghe anh là anh hay nhậu đúng không? Em có bài nhạc chế này em hát em tặng anh luôn. Rồi, đây luôn. Anh dấu yêu ơi, anh đang đi nhậu ở đâu anh hỡi? Anh hứa hôm nay anh sẽ về nhà thật sớm cơ mà. Nhậu quên đường về phải không anh? Nhậu xong về nhà nói liên miên. Anh cứ lê la, anh cứ về pha, xong tối bê tha cùng với bia rượu. Ta nắm tay nhau, ta thoát cơn say cùng dắt nhau về. Hay quá. Còn cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai có bồ rồi mà còn đi thả thính gái. Bạn trai kia có hay lên Facebook đồ không? Có thả thính không? Có lên Facebook của chị mà em không có thả thính chị ơi. Lại em lên em like mà em không phải thả thính. Thả tim không ạ? Em không có thả like mà em thấy đẹp em like. À, người ta thả em là em dính đúng không? Dạ không chị. Với em muốn là khi mà em có bạn trai rồi em phải được công khai mối quan hệ chứ không phải giấu. Thôi em ở nhà đi hay là không công khai em chứ. Trên Facebook này nọ em hay tan tên thì lại xóa, em ghét vậy đó. Chị cũng ghét vậy lắm. Bạn trai, mẫu người lý tưởng em sao? Cao thì 1m58 trở lên thôi. Thì biết làm ăn chăm chỉ là được rồi.
Bên có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích nói dối thôi chị. Tại vì tính em là ai nói dối em là em cũng nghe như là không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà nhiều lần là em nói một lần, nhưng mà nói xong là em nghỉ chơi. Em phải nhắc nhở chứ, ví dụ em cảnh cáo lần 1, lần 2, lần 3, em chơi vậy khó quá. Về nhà có phụ bạn gái làm công việc nhà, có phụ vợ làm công việc nhà không? Thì em biết nấu ăn thì em nấu ăn được chị. Còn giặt đồ thì em không biết. Không biết giặt đồ? Dạ. Giặt đồ dễ hơn nấu ăn nữa. Dạ em không, em biết giặt nhưng mà em làm biếng lắm. Nhưng mà khi vợ đẻ thì em lo được vợ gì nào? Giặt giũ hay là mình nấu cơm nấu nước thì anh. Nói chung mà mình làm những việc nào vợ mình cần thì mình làm đó. Lo cho con được không? Được cho anh. Cho con bú được không? Dạ cho bú bình anh. Thì thiết cho bú bằng gì? Nói chung là lúc nào cần quá cần thiết mình phải làm thôi. Chính xác. Rồi để anh coi đàn gái sao nha. Trời ơi dễ thương quá. Nhưng mà ghen quá không tốt đâu em. Nếu như mà bạn trai với bên em hợp nhau thì khoảng bao nhiêu em đồng ý bên đây bước tới? Tầm khoảng nửa năm. Cũng được, nửa năm dạ. Được không em? Dạ được anh, em cũng tính sang năm anh. Được rồi, bên kia cũng cao nha, dạ. Cũng dễ thương luôn. Chuẩn ha, làm dâu được không em? Dạ được. Về Tiền Giang có công việc gì cho cổ làm không? Mai đồ chị. Đơn giản ha, dạ. Dễ mà. Có cái gì mà em không có thích ở người phụ nữ không? Phụ nữ phải đảm đang việc trong nhà xíu, đừng có lôi thôi quá, đừng có dơ quá. Tại vì một mình em dơ đủ rồi chị. Em dơ lắm hả? Em thí dụ vợ em đi làm về em mệt, em dơ đủ mình em thôi. Thí dụ mình đi làm về mình mệt, mình chưa tắm liền, mình nằm đó mình chơi Facebook gì đó này nọ không? Rồi có tắm không hay là chơi xong ngủ luôn? Tùy chị, có lúc mệt có ngủ luôn, chút thì tắm. Mà đa số là mệt đúng không? Không, cũng hơi hơi. Đi làm về là mệt. Không được, có vợ là phải tắm chứ. Đúng rồi. Không tắm vợ cho xuống giường à. Bình thường mình ở một mình thì mình chừng nào không được, có vợ khác. Nhà ai dọn dẹp nhà, sạch sẽ không? Chị sạch chị. Sạch không, thơm không? Dạ, lâu lâu xịt dầu thơm nữa thơm. Được, cặp này xứng đôi à. Thôi mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em. Em xin chào MC Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là chị họ, cũng là bạn đồng nghiệp với Quyên. Em thấy là anh trai bên đây thì cũng được. Tại em rung quá, không biết nói gì hết. Rung quá. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với ba dì của em với anh trai của em. Dạ, chào dì. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là dì của Hải Đăng. Hải Đăng cũng cái gì cũng được á. Có khi đi làm về là tệ cái lần để đồ dơ vậy ngủ luôn. Ủa không thay đồ luôn hả dì? Không thay đồ. Không tắm mà cũng không cởi. Không đồ tắm, đồ. Không thay đồ luôn, rồi để vậy ngủ luôn. Đó, nó không ngứa hả ta? Mà sáng dậy mình tắm à? Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị. Dạ. Em với này là chị em ruột. Thì nói chung là cháu em nó cũng xấu thì cũng xấu nhiều. Nhưng mà nói uống rượu, uống bia thì thời gian trai trẻ mà. Bạn bè thì xong công việc thì phải giao lưu. Dì nhận xét thấy con cũng là vui, cũng có cá tính, dì thích. Bây giờ là gia đình hai bên là coi như tương đối là ủng hộ hết rồi đó. Ăn thua là hai bạn thôi, mình tâm sự, mình trò chuyện với nhau ha. Rồi mở rau. Rồi, xin mời hai bạn tâm sự. Chào ha, xứng đôi ha. Nói chung là nhìn thấy dễ thương hơn anh nghĩ. Em làm thì trong thời gian em nó có rảnh lắm không? Thường thì 6 giờ là em kết thúc công việc rồi. Còn anh thì nói chung là có hẹn trước thì anh về, còn không hẹn anh nửa đêm mới về nữa. Rồi lỡ không hẹn trước mà cần liền rồi được không anh? Tùy lúc em, tại vì cái công việc của mình làm đó, lúc mà nó, nếu mà nó không gấp á thì anh bất cứ lúc nào cũng có mặt được á. Làm gì tới nửa đêm? Dạ em thi công bên điện nước á chị. Mình làm những cái chỗ mà nó không được làm ban ngày có thể mình làm đêm. Mà có hẹn nhớ tắm nha anh. Tắm hôm nay tắm quá sạch luôn, tắm 2-3 lần luôn. Bộ đồ này giặt chưa? Dạ mới tin luôn chị, toàn bộ từ trên dưới là mới mua. Có đầu tư, có đầu tư. Phải, tại mới mua, tại mấy đồ cũ nó bây giờ để cả tháng nay không giặt thú quắc ra đâu có mặt. Có đâu anh, em giặt ủi em đem ra bả giặt sạch trơn á hà. Dạ em thì em thấy anh cũng chững chạc, cũng được, em cũng hợp tuổi, em tìm cũng cao. Nên cũng có ấn tượng tốt. Anh thì anh thấy em dễ thương á. Nửa sau này cưới nhau thì tiền bạc và ai quản lý, con cái thì sao, tụi em bàn với nhau luôn đi. Chúng tiền bạc thì ai giữ cũng được anh, nhưng mà em không thích giữ tiền đâu, giữ tiền cũng nặng đầu lắm. Thôi để em quản lý tiền, anh quản lý con là gì? Cũng được đâu, sao đâu. Nếu hẹn hò rồi hẹn ở đâu vậy anh? Nói chung mà ở đâu cũng được em, anh ở ngay ngã tư ga mà em alo với anh chạy tới liền. Thì em chỉ thích đi chơi cuối tuần, tại vì trong tuần em mới làm về em cũng lười lắm. Em hồi trước khi có lúc không có bồ em hay xem phim ở nhà rồi em tự cười tự khóc, mình có khi
có khi tìm hiểu mấy anh thì sáng ngủ đi chơi em đồng ý đó, tối em dở chứng em không đi. Công việc của anh đó là làm cắt ngày trong tuần hết luôn, anh không có nghỉ ngày nào á. Chủ nhật thì mình tăng ca làm luôn, nên là nếu mà có hẹn thì anh sẽ nghỉ anh ở nhà. Tính anh đó là anh thích làm chứ mà không, anh không thích nói, anh cũng không biết nói làm sao. Ví dụ mình nói nhiều quá mà mình làm không được thì sinh ra mình lại nói dối. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Suy nghĩ thật kỹ tương lai hạnh phúc của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời. Ô, em có bấm luôn á. Rồi, nắm tay đi. Mà hai gương mặt này có tướng phu thê nè, cũng hơi giống giống nhau nè. Thì em chị em cũng nghĩ vậy luôn. Tướng tá ông cao ráo ha. Rồi bây giờ xin gì đi à? Em đợi đã giờ muốn chết luôn anh. Thì xin đi. Gì ơi, hôm nay à, giống như bấm nút là bạn gái con cũng xin phép trước rồi, mình hôn trước. Mà mình phải đúng rồi, xong nó qua bên đây. Như chị bên đây là cho em xin phép hôn bạn em của chị. Dạ, cái chào cô. À, nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh một cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết. Mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, Trân, Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ, làm quê em người miền Trung. Trung là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tánh tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng thì rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi? Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dữ? Dạ, thì cũng có tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo, hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo? Dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo, một dạ. mình bạn có ai dạ, không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi, thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui nó, thì không em gửi không? Bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh,
Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mên mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng theo anh xưa mãi tranh nghèo, về quê người dân chỉ có tâm lòng, có chia xuồng ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt có ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia. Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ. Dạ giống như xã giao thì vẫn được chị. Không hút thuốc. Dạ em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Trời tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Bao nhiêu đó thôi đúng không? Dạ chú cũng không mong gì hơn. Dạ. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ dạ. Ai, dạ chào cô gái, dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ có thể sớm hơn cũng được. Sớm mà 3-4 năm thì em cố gắng chờ đợi nhưng mà tới đó mà hai người về yêu với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lái xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Giờ em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không làm dâu thì cũng được nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng nên có thể làm dâu cũng được. Người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời đâu mà dễ thương, hiền lành quá vậy không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em là lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn mình ha. Mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi chào cô, chào em gái. Chào cô. Xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. Đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai gì được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Em mong em nhận cho. Dạ em cảm ơn.
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi thì... bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ, em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con ha, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết, mọi tiền nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chống ở là em sẵn sàng hết rồi. Con nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, ví dụ như thế. Dạ. Không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. À, em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình. Nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nha. Dạ được. À, nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh một cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi về. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy. Rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ, cảm giác vui và hạnh vui phúc. Hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép cho hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nha. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép là hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em đồng ý không? À, dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Mời các bạn lên chạy không? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó, tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa?
Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn, lấy đời trai em luôn. Lấy đời trai em luôn. Với nóc tai. Trời ơi. Cái gì? Rồi, mời con ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Chúng ta giới thiệu về nhau to lên cho người bên kia nghe luôn nha. Xin chào chị Cát Tường, xin chào em Nguyễn Linh. Em tên là Dương Thị Trúc Linh. Năm nay em 34 tuổi. Em đến từ An Giang, hiện tại và làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tiệm tóc cho chị ạ. Làm tóc hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Linh. Chào em. Chào chị Tường. Dạ. Chào bạn Linh. Mình tên là Vũ Giang Thanh. Hôm nay mình 35 tuổi. Mình quê quán ở Tiền Giang. Hiện mình đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên nội thất chị. Mình cùng quê miền Tây đó. Dạ. Hai bạn cứ trao đổi với nhau đi. Em hỏi thử bạn gái bên kia là ưu khuyết điểm gì? Em thích người đàn ông như thế nào em? Dạ, em thích một người đàn ông là chững chạc, công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ vợ con. Hỏi thử anh có tật xấu gì hay là ưu điểm, khuyết điểm anh gì không? Anh có tật xấu gì không anh? Tật xấu thì anh uống rượu, hút thuốc thì cũng có. Không sao, anh uống rượu không sao, uống rượu uống thuốc được. Trời đất ơi, từ đó giờ tôi nghe mới nghe cô gái nói là hút thuốc uống rượu được á. Tại vì đôi khi em cũng có uống nữa anh. Em đừng có nói là em có hút thuốc nữa nha. Không không, thuốc thì em không có hút, nhưng mà em có mồi cúng cho ông địa. Thầy xứng đôi vừa lứa ha. Nhớ nha, nói vậy trên sóng truyền hình rồi mới mốt ổng về ổng nhậu nhẹt hoài bê tha rồi lúc đó là không, nhậu là nhậu xã giao vui vẻ thôi chị, đừng có nhậu bê tha la cà. Em ơi, ưu khuyết điểm của em là gì hả em gái? Dạ, khuyết điểm của em là em hay quên lắm anh. Nhưng em hơi khó tính. Còn ưu điểm của em là em biết nấu ăn, cắm hoa hoặc là biết hát. Hát tặng bài được không em? Dạ được, nhưng mà em hát cổ nha anh. Cổ hay, mình miền Tây mình hát cổ là sao đâu. Anh ơi xin lỗi nói em quên tên anh là tên gì rồi. Anh tên Thanh. Anh Thanh. Anh Thanh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Vậy thôi hả? Trời ơi. Không, ngắn gọn nhưng mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một bài hát nào đó sao? Tới đây không hát thì hò không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Thì em con cò ngóng cổ em nghe. Trời ơi chị làm cò luôn. Thôi khó quá, bỏ qua để hai bạn trao đổi tiếp nhau đang vui á. Mình nhờ mình trao đổi tới cái chuyện tình trường đi, để mình biết coi kinh nghiệm trong tình yêu của hai bạn như thế nào. Anh hỏi em trước đi anh. Anh Thanh kìa. Dạ từ từ để em suy nghĩ chị. Trời đất ơi. Hỏi em có bầu chưa? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh. Một mối tình là em quen nhau hơn 3 năm và chia tay cũng được 6 năm. Và mối tình gần đây nhất đó là em chia tay được khoảng 5 tháng 25 ngày. Rồi sao mà chia tay? Anh đó là ngày lễ là anh đi làm việc, anh được nghỉ 4 ngày. Đến ngày hẹn đó thì anh nói là anh có công việc ở nhà phụ mẹ. Thì em cũng không nói gì, nhưng mà lúc em điện thoại đó thì anh nói là anh đang ở nhà vợ sắp cưới. Hả? Vậy là bắt cá hai tay trước giờ em không hay. Em nghĩ rồi. Chắc là bắt nhiều một tay bắt nhiều trước con giờ rồi chắc lúc đó là ngồi gần cô về vợ mới cưới nên phải đành buộc phải nói vậy luôn. Mày hỏi ảnh đi, bây giờ ảnh mấy mối tình rồi. Anh ơi anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Có hai mối mà không biết là có phải gọi là mối tình không, tại nó ngắn lắm. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là hai người có quen nhau, có yêu nhau hay không thôi. Em không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Trời ơi. Mặt cười khoái chí luôn kìa. Thì mối tình đầu tiên 6 tháng á, người gái đó thì cũng bắt cá hai tay đó nên mới dừng lại. Còn người gái sau thì lại bạo quá cho nên bạo là sao? Dạ là người ta tấn công mình á anh. Tấn công chuyện bình thường bây giờ á. Nhưng mà em nói... sợ, em sợ. Ủa làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi khoảng 2 lần à. Lần thứ 3 ôm em cứ ngắt à. Thì người ta yêu tôi mới ôm. Rồi sao chứ. Nữa, rồi sao nữa? Nhưng mà cái thời gian đó ngắn quá. Ôm rồi em sợ quá, em chạy luôn chứ sao chị? Trời đất ơi. Vậy thôi hả? Để tôi kiểm tra là giới tính ông này coi. Anh ơi. Em định một tí nữa khi mà gặp mở màn lên gặp anh là em cũng ôm anh mà anh nói vậy chết rồi.
chết rồi. Không, nhưng mà đàn ông gì đàn bà ôm bỏ chạy. Cái lúc đó là cách nay cũng 5-6 năm rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rồi 5 năm nay có bị cô nào tấn công nữa không? Dạ không chị. Thì lý do sao 5 năm nay ấy? Từ lúc đó thì em xác định là em sẽ không quen. Và em sẽ tập trung để mà mình làm, mình kiếm tiền. 35 này là cái tuổi là đã cán mốc rồi. Thì giờ này em đi tìm. Đi tìm? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó. Tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn. Lấy đời trai em luôn. Lấy đời trai em luôn. Với nắm tay. Trời ơi. Cái gì? Tại sao? Dạ. Lúc đó là làm chung. Ừ. Anh em thì mình nghĩ là cứ rủ nhau đi nhậu. Nhậu tới lúc đó cũng khoảng 2 giờ sáng. Ở đây cũng bàn nhau, nói nay uống cho thằng Ủy BD này nó lật ly bay. Ai ngờ đâu rốt cuộc mấy thằng lật hết, còn mình nó tỉnh. Rồi sao? Rồi tới sáng mai á thì tự nhiên cái trong cái đầu mình nó mới nói, ủa, cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta. Cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta. Trời đất ơi. Giật mình trở lại thì nhìn thấy còn có cái áo à, cái quần mất tiêu. Lật đật giục chạy. Ủa là sao? Là lúc đó đang nằm ở đâu? Nằm ngủ chung xúp lớp luôn. Anh ấy đã bị hãm hại. Mà nhìn xung quanh mấy người kia là còn đủ quần áo còn không? Quần, đủ quần. Có một mình anh mất cái quần à? Có mình bị quốc quần. Rồi xong. Anh ơi, anh có kiểm tra còn mất cái gì nữa không anh? Mất đời trai luôn em ơi. Thấy chưa em? Em nói em chấp nhận nhậu, thấy nhậu nhẹ, em mất đời trai. Em chấp nhận là nhậu thôi chứ em không có chấp nhận là lầy. Mà giờ mình có bị ngã nghiêng ngã ngửa không? Tự nó theo em chứ em không phải là em dê nó. Nhưng mà em cũng phải là sao không. Đó. Không, không có. Chắc để... không? Chắc. Thích gái không? Thích. Bây giờ có mần ăn gì được không? Được. Bây giờ muốn lấy vợ sao nè? Cao cũng khoảng 1m6. Rồi có luôn. Rồi em cũng 1m57 rồi. Được rồi, gì nữa? À, đừng tóc ngắn quá. Tóc mà ngắn mà nó dạng như ta gọi là tomboy á. À. Mà cũng đừng dài quá. Kỳ vậy, sao khó chịu vậy? Cỡ này được chưa? Cái này đẹp nè. Rồi, được, tiếp. Hiền. Hiền. À. Hiền cũng hơi hiền thôi, đừng hiền quá. Hiếu thảo. Có hiếu thảo luôn. Dạ trắng siêu. Có trắng luôn, chừng nào đám cưới? Được thì em nghĩ khoảng 3 tháng được rồi. Gì 3 tháng lẹ vậy, tìm hiểu cho kỹ chứ. Em thấy nhiều cặp hiểu xong rồi chia tay không à. Chị nghĩ cũng lạ quá ha. Hỏi lạ ba mẹ giờ, chưa? Ở tới giờ này nè. Mình đang ở trọ hay là mình đang ở với ai? Em có mướn một cái xưởng á, thì em ở trong đó luôn. Rồi vậy là chủ xưởng ở trong xưởng luôn. Rồi, bây giờ anh qua xem đàn gái thế nào chứ đàn trai em thấy cũng ấn tượng lắm rồi đó. Chào em gái, dễ thương ha. Em có thích quen với người đàn ông mà phóng khoáng rồi thoải mái này kia không? Dạ thích chứ. Em không thích người đàn ông kỳ bo bỉnh xỉn. À đó dạ. Như anh này nãy giờ là phóng khoáng ha, chuyện gì cũng kể ha. Em thích anh sao, cái hình dạng anh sao? Mẫu người á, mẫu người là phải cao trên 1m65, nặng được. Trên 65kg. Được. Qua luôn hả anh? Ảnh cao bao tới tận mây xanh luôn đó. Cặp này chuẩn á. Còn gì nữa không? Không thích người đàn ông gia trưởng anh. Anh này chắc không gia trưởng nổi đâu. À, anh thấy bên này hợp lý á. Dễ thương lắm nha. Đàn gái là bên đàn trai chịu rồi đó. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị bạn em ạ. À. Bạn em ha, giờ mình nghe thêm ý kiến của bạn em nha. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Trường. Trước khi đi á thì Linh có nói với em á, nếu mà đi lên trên đây á được á thì hỏi chứ kết hôn thì chừng nhiều. Nãy em nghe bên đây anh trai nói 3 tháng đúng như dự đoán của bạn Linh đó. Ủa vậy hả? Linh cũng muốn 3 bạn tháng Linh nữa. Dạ, 3 tháng em dự đoán từ 3 tháng chị. À. Chị thấy bạn nam bên đây được. Hay có gì hai bạn tiến tới. Cảm ơn. Rồi, em. Cảm ơn bạn. Rồi em trai đi với ai Thanh? Dạ em đi với mẹ, với dì, với anh, với em của nói chung là gia đình, gia đình đó. Chào cô. Dạ. Chào cô ạ. À. Chào hai em Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cháu gái cũng dễ thương. Thôi dạ, con tìm cô. Hiểu để bước tới hôn nhân luôn đi. 3 tháng cô đồng ý không cô? Bây giờ nó muốn chừng nào cũng được hết á. À, cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Bắt đầu mở. Đó. À. Dạ cũng cao ha. Em cũng có món quà tặng anh, cái này hoa chính tay em cắm. Cảm ơn em. Cái này cũng hoa này cũng chính tay nhưng mà người ta làm à, anh mua. À, hai bạn cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mấy chục năm mới gặp mặt đó. Anh thì thường anh thích ngắm hơn là anh phải nói. Em lại thích vậy đó. Em thích người ta là thể hiện thôi chứ em không thích nói. Nói chín là 10 chứ đừng nói 10 làm chín.
Cái công việc của anh á, nhiều khi nó rất bận. Có thể là tuần này anh có thể đến 2-3 ngày, nhưng mà có thể rớt vô một cái tháng đó anh hầu như anh không có rảnh được. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã xác định mình đi tìm, thì anh cũng cố gắng anh sẽ sắp xếp công việc để mà mình gặp. Ví dụ như một tuần là anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Một lần được không em? Cũng được. Em thích trai hay gái? Dạ, con thì trai gái gì em cũng thích, nhưng mà em thích gái đầu lòng. À, trai gái gì cũng được đó anh không, nhưng mà gái thì nó hay hơn. Tại đời trai anh nó khổ rồi, nó không muốn. Chúng ta quan niệm thế nào về hôn nhân, gia đình? Anh đó thì anh thích là ví dụ quen xong rồi mình xác định cái người đó thì anh đi tới luôn, chứ không phải là quen 5-3 năm cái bắt đầu cái ngừng rồi lại bắt đầu lên từ đầu, nó mệt lắm. Đúng rồi, em cũng không thích vậy. Bây giờ đó, hai bạn đứng sát với nhau, nhìn nhau 30 giây, sau đó chúng ta cảm nhận và nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nha, nhìn xem trong tận đáy mắt có thấy gì không. Có thể cầm tay nhau đây hai bạn, để mình truyền một chút xíu cảm xúc. Thành xem mình có điện vậy không. Đó, không biết nói gì luôn. Rung quá à anh ơi. Đèn rung quá. Nói chung là khi mà tới chương trình thì cũng nó là cái duyên. Anh cũng đi tìm một cái cơ hội để cho cái bản thân của mình. Thì anh cũng như em hãy cứ cho nhau một cái cơ hội đi. Nói chung 3 tháng thì nó không phải ngắn, nhưng mà nó cũng là một thời gian dài. Anh cũng xác định cái mốc đó thôi. Còn mà lâu hơn nữa thì cũng chờ được. Tại cũng chờ 35 năm rồi. Ok vậy đi, bạn sẽ cho nhau cơ hội. À, tay vào nút bấm đây hai bạn. Các bạn cũng đã nói chuyện, đã cảm nhận về nhau, đã nắm tay nhau, đã nhìn nhau, đã có chuyện vui với nhau. Để động lại cái gì, chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình lần cuối các bạn nha. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Quyết định bấm nút là tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, để không làm mất thời gian của đối phương, không làm mất cái duyên của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Nãy em nói em ôm ảnh mà. Mơ của bạn nó dại không? Chính thức hôm nay vào giờ này các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, và hy vọng rằng trọn đời trọn kiếp bên nhau. Thấy hai bạn rất là xứng đôi luôn á, từ vóc dáng ngoại hình gương mặt thấy là rất là có tướng phong thê. Đẹp lắm á. Đẹp, cố gắng nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Chắc gãi thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi, từ từ khoan, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Thôi mời em. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi. Dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu. Dạ dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Có điểm yếu nào không?
À, điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu á. Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em trai có điểm mạnh gì không? À, thì điểm mạnh mẽ có. À, nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ, con không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ. Còn, em có một cái điểm mạnh khác thì có tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt, rất hay, chắc hát hay lắm á. Đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát, nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn rồi, nữ. Đúng rồi. Dạ. Bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ, em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa, với lại thích biết làm đẹp. Ừ, vậy dạ là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng, nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. Dạ. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 mùa đã dùng, em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ, yêu đơn phương cũng có. Những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm, một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Ừ. Rồi, vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Ừ. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng 1-2 mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi rồi. Hẹn hò thì đi uống nước, đi ăn có vậy. Có nắm tay chưa? À, nắm tay thì có rồi chứ mà. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ, em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của người vợ người hả? Vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ. Đâu chị gái? Hai chị gái, hai giống chị gái. Như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống như vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là cao như thế. Dạ, về tính cách nhiều. Tính cách sao? Dạ. Tức là chung thủy, về là luôn chăm lo cho gia đình. À. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Không hôi, dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi dạ hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi, anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? À? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi, 1m65 trở lên được rồi, không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi, chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Nói luôn đi. Khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Không thích bạn trai làm văn phòng? Dạ, tại vì hơi khô khan đó chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt ạ. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó thấy dạ chưa? Được chưa? Dạ được ạ. Được rồi ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng á chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô dạ tâm thì anh bao với em là anh không có đâu. Ừ. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ vâng. Bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra. Cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao nhưng mà... Em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu chè bảy 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 ai thì cái nên... đó em không có. Còn nếu về men thì chắc em có. Rồi men không? Men không? Men thì chắc có là men. Men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%. Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Ừ, mà dạ chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết. Vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. À, dạ. Nên có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa?
Không ạ, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. À, là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau, trong người mình cảm thấy như thế nào? À, thì em ước gì mình cũng như vậy. À, dạ. Có rần rần trong người không? Dạ, có. Có ha, dạ. Rồi, cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Rồi, nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng, 1 năm. Dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? À, em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? Em đang có dự tính là thì cùng lập nghiệp đã ở đây, và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ, còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. À tốt, còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy dạ. Là quá tốt rồi, mà sao mặt láng quá vậy? Dạ ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Dưỡng kem gì không? Kem thì em không ạ. Còn không, em muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Dạ. Da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị. Gái đẹp là bình thường mà, anh em trai da đẹp lắm, ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha, còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha, chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. À, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ, và em họ em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền, nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Men không, men không? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi, chứ cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đất cho em biết là anh có men không à. Rồi làm luôn đi. Được, được, làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, coi chuyện ập mặt dưới à. Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được, đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Bạn trai đi với ai? À, em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. À, hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn. Mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em hiền lành, thật thà, chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang. Có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Đến với chương trình thì em thấy là cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình bạn muốn hẹn hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá. Rồi cảm ơn chị. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. À, cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào? Có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ, em thấy anh khá đẹp trai. À vậy ạ. Cũng có cảm tình. À, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? À, anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng thùy mị, có duyên. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? À, quan niệm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. Em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. À, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á.
À, dạ. Mà em là không thích tự lái xe. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Ông Nhân, gia đình, kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng tới 1 năm là tiến tới hôn nhân hả? À, theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì không được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đống. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy không để em một ngày xa anh. Trời. Nếu là anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về em mà hát không? Bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng rất không? Rất tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Rồi em, cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ, em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều, và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sống thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối gì. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. À, em cũng thấy hơi rung rung. À, em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên rồi, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Còn xuống đây em. Dạ. Nói chung theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây, về cả tính tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Rất dễ thương, suy nghĩ thật kỹ nha. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. À, chứ đây hôn em với em với đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lại chút xíu nữa. Hôn dạ, lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Rung động cho em.
Dạ, cũng hơi run run rồi chị. Cặp này rất là xứng đôi đó. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Để các bạn tới đó tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi. Đừng có đẹp trai quá, em giữ không nổi, giữ mệt không nổi lắm. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi, anh đừng rồi, làm anh gì. Anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đó, trời dễ thương vậy không? Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em à? Hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. Có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ, đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp rồi. Sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, không sửa được em đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui, đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Hả? Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ, còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á, thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á. Người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn. Mình cãi lộn ra luôn. Bây giờ thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ. Em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách hàng là thượng đế mà không cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, la là phải rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy, nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá em cãi được gì. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chứ đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là các bạn trai, nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này nhờ mua cái kia gửi về, rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn cái đề giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì á, mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần như nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái giờ là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm, nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại, tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em, như vậy là được.
Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết, đừng có xài chung cái gì hết, cũng đừng có ở chung luôn, cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn, coi như vậy không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không? Vậy không nha. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn nó là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ, cũng có khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó, mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lại nâng. Lát bên kia giờ chị cho cái anh kia anh nằm đó, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi á. Ồ ghê vậy. Em bê mình lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Rồi em trai em khỏe đó. Khỏe có đó. Gì là em xỉn là bạn kia bê. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói. Em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau xuống hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là không, không thích đẹp trai mà anh đây lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm. Hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc. Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả? Đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4-5 chai. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Nghe hỏi tôi nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên rồi. Kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi. Có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, dạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ, em đến đây với ba em. Em chờ bán, em chờ bán. À, rồi, chào chú. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung tôi dễ lắm. Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô bên đây thì cũng được. Cho bác hỏi con có bác. Đạo không? Dạ con này con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Bác hỏi một câu vậy thôi, bác kia bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm mở nhận với nhau nha. Mở rào. Chắc rồi. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổng chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm. Rồi, cảm ơn em.
Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu, chơi hay là? Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê. Quê của em ở Bảo Lộc, khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Nhưng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em làm nhắc thiệt không chị? Thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu. Em bị đau đâu? Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cơ, đứng... nằm đi cơ. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta. Có thể thử sao được không chị? Không, không phải thử được, có khỏe không chứ? Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho lõi chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nhá. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng làm gì. Anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Cô chân nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó. Cái gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm. Hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chung tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vào những câu dân hơn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ chứ em... Em cảm nhận chị. Em đơ chứ em cảm nhận gì, em nói chị nghe coi em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở. Anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh. Là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ anh nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Với em cũng không có biết khẩu vị, em không biết anh là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu giùm em cũng được. Cái đó anh nói thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ em, mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút
là chúng ta trao duyên cho nhau, bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không muốn. Rồi, em cho phép anh không? Đó, trời dễ thương vậy không? Hả? Đây là những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Sinh, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Cái vụ này hay rồi nha. Mời em ngồi. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu từ trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào em? Về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. Ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em? Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa dạ. Rồi mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu, em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bạn tắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại có sao? Thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm bởi vì em có thể chỉnh sửa được những cái thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, hôm nay đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ.
Có Betty anh. Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị, biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang lộm thuộm đó chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự, rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em hai lần tắm mới 1 tiếng đó chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất, mỗi mất lần bao lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở riêng. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. Em xin chào chị, anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Thế anh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc này ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây được không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Dạ. Nếu mà mình hẹn hò á thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ, em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Sinh, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á, mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào lãng mạn. Nhìn về phía bên trái, tay trái, nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Dạ. Rồi bạn em hãy hát lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em hơi rung chút xíu.
Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chưa thân đi, để trong lúc bắt nhau dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chưa thân đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đấy. Nắm Linh. Luôn đi, nắm à, luôn. Anh ơi, phải thả ra về bấm luôn. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Làm sao? Kể gì mà rối quá không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Dạ. Nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này, dạ. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi chàng trai. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì à, phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em búng nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các bạn. Do hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi.